Tết đến xuân về, khi mọi nhà mọi người sum họp đoàn viên, thì nơi biên giới xa xôi, cán bộ chiến sĩ biên phòng gác lại nỗi niềm riêng để giữ vững tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dẫu không được ở bên người thân trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới, nhưng các anh vẫn hòa chung niềm vui với đồng chí đồng đội và đồng bào các dân tộc vùng biên. Năm nay, nhờ sự chung tay của các cấp, các ngành và nhiều đơn vị nhà hảo tâm, đồng bào chiến sĩ nơi biên cương đã được đón Tết đủ đầy yên vui. Tranh thủ những ngày nắng ấm với sự giúp sức của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quang Triều, bà con bản Hiêm, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đồng loạt xuống đồng để gieo cấy vụ chiêm xuân. Những bàn tay tạm rời cây súng trên những thửa ruộng bậc thang màu xanh mạ non, màu xanh áo lính hòa cùng sắc xanh của núi rừng làm cho cảnh vật thêm tươi vui, ấm áp. Đồn biên phòng Quang Triều được giao quản lý đường biên dài nhất của tỉnh Thanh Hóa với 44,9 km và phụ trách hai xã Quang Triều, Mường Chanh, huyện Mường Lát. Nhiều năm qua, đồn biên phòng Quang Triều đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Chanh đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống đồng bào. Năm nay, xã Mường Chanh có sản phẩm bí thơm Đồng Sa được công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Xã cũng được huyện Mường Lát chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Một mùa xuân mới với vẻ đẹp của đất trời, tình người đang hiện hữu trên khắp các bản làng nơi biên viễn này. Bà con dân bản thì cũng phối hợp với bộ đội biên phòng thì tuần tra biên giới trong xuân năm mới thì rất là phối hợp và hợp tác với bộ đội biên phòng. Thì ở bên ban quản lý bản cũng thường xuyên tuyên truyền với bà con, thì có bộ đội xuống thì tuyên truyền như pháp luật này về an ninh biên giới để trong dịp Tết năm mới. Trong những năm qua, Đảng ủy chỉ huy đồn biên phòng Quang Triều luôn tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương luôn bám bản cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt là gắn kết cùng với địa phương thực hiện xuân biên phòng ấm lòng dân bản, tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ neo đơn và hội viên hội phụ nữ đặc biệt khó khăn, và đặc biệt là tặng quà cho các cháu nâng bước em tới trường. Với tinh thần vừa vui xuân đón Tết vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng Quang Triều đã quán triệt triển khai kế hoạch trực Tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Đồn đã phân công các tổ đội công tác nắm tình hình địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự, đồng thời vui xuân đón Tết cùng bà con địa phương. Xác định đảm bảo giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cái dịp Tết Nguyên đán cho bà con nhân dân đón xuân vui vẻ, đầm ấm và tạo nên cái sự đoàn kết trong nhân dân. Sang năm mới sản xuất gặt được nhiều cái kết quả tốt hơn, thì Đảng ủy chủ đơn vị cũng đã có những cái phương án xây dựng kế hoạch để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn. Đấy, có những cái kế hoạch phối hợp hiệp đồng với các cái lực lượng, rồi là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với lực lượng công an ở trên địa bàn để bảo đảm cái an ninh trật tự. Thì đơn vị cũng đã cử 2 tổ xuống 2 xã để trực tiếp là nắm bắt cái tình hình ở địa bàn, cùng chung vui và ăn Tết với bà con nhân dân. Trong quá trình đó thì có những cái vấn đề nảy sinh thì phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để ngay từ cơ sở, không để nó tạo thành điểm nóng. Trong những bản làng của đồng bào Thái, Mông, Giao, tiếng khen gọi bạn cất lên trầm ấm, du dương như thúc giục, gọi mời mọi người vào vui hội.
hòa cùng niềm phấn khởi đón chào năm mới, những người lính quân hàm xanh thổi khen tham gia ném còn với các bạn trẻ. Những tiếng cười vui náo nức trong ngày hội xuân là minh chứng cho một năm đoàn kết vượt khó của đồng bào để có cuộc sống no ấm hơn và cùng chào đón năm mới với ước nguyện mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Tết năm 2020 chuẩn bị sang 2023 là bà con được điển lưới đến tận nhà để thắp sáng rồi là nấu nướng các thứ là bà con rất chi là vui. Đấy, chứ không giống như ngày xưa mà bà con nó đang khó khăn phức tạp nhiều cái. Đấy, rất chi là mừng là có điện đến tận bản là bà con nấu nướng nó không vất vả cái gì hết. Điểm mới và đặc biệt là rất vui đối với đồng bào vùng cao nói chung và đối với bản Pù Rứa là năm nay đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, đã đưa điện lưới về đến bản. Đó là một cái điểm sáng để cho bà con có thêm cái trang thiết bị hiện đại để xem được các cái truyền hình cả nước trong cái dịp Tết này. Thì đó cũng là một cái niềm vui chung của đồn biên phòng Quang Chiểu để tăng thêm cái nhận biết của bà con để giúp bộ đội biên phòng bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được Đảng và Nhà nước giao phó. Khu vực biên giới Thanh Hóa có 16 xã, thị trấn, một xã vùng đệm Trung Lý với tổng số 150 thôn bản. Đây là nơi sinh sống của 6 dân tộc thiểu số, đời sống của đồng bào đa phần còn khó khăn. Thực hiện phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, bộ đội biên phòng thường xuyên chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho đồng bào biên giới. Đặc biệt, đã thành thông lệ vào dịp Tết đến xuân về, các đơn vị lại tổ chức chuỗi chương trình đầy ý nghĩa Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản để hỗ trợ chăm lo Tết cho đồng bào biên giới. Tại đồn biên phòng Tén Tằn, những ngày cuối năm không khí trở nên tất bật hơn ngày thường. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng hội phụ nữ xã Tén Tằn gấp rút gói hơn 500 chiếc bánh chưng làm quà Tết cho đồng bào trong chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân, thăm hỏi và chúc Tết cấp ủy chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đơn vị cũng trao 120 suất học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng. Trong không khí thắm tình đoàn kết quân dân, những nụ cười e ấp của các cô gái Thái, Mông, những điệu xòe uyển chuyển hòa cùng tiếng cồng chiêng khua luống vang vọng núi rừng làm cho mùa xuân thêm vui tươi, đầm ấm. Tôi thấy là đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa, mang tính chất nhân văn rất là nhiều. Và cái này nó có cái tác động đến cái các cái không những là cán bộ chiến sĩ của bộ đội biên phòng ở trên địa bàn Đồng Lát mà đối với bà con nhân dân trên địa bàn, tạo sự gắn bó giữa quân và dân, giữa biên phòng tỉnh với lại nhân dân các dân tộc ở huyện Mường Lát, đặc biệt là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa lần lượt được tổ chức tại các đồn biên phòng tuyến núi. Chương trình đã kết nối, thu hút sự tham gia của các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cũng đóng góp những phần quà thiết thực để trao đến tận tay người dân biên giới. Tổng kết chuỗi chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức đã có 500 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.300 suất quà trị giá trên 2,2 tỷ đồng, 1.000 chiếc bánh chưng và 370 suất học bổng từ chương trình Nâng Bước Em Đến Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng được trao tặng tới đồng bào con em các xã biên giới Thanh Hóa và các bản giáp biên của nước bạn Lào. Bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, cán bộ chiến sĩ biên phòng Thanh Hóa đã chung tay góp sức cùng cả hệ thống chính trị chăm lo vật chất tinh thần cho nhân dân nơi biên giới trong dịp Tết. Đây còn là những hành động nhằm hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua hoạt động đầy ý nghĩa này, mỗi khi Tết đến xuân về, thế thì chúng tôi thấy rằng cái tình cảm mà các cấp các ngành cũng như các cái nhà hảo tâm đã dành cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phù Nhi
cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát cũng như là xã Nhi Sơn, chúng tôi thấy rằng là hết sức là ấm áp mỗi khi chuẩn bị đón xuân năm mới. Cái hoạt động này hết sức là ý nghĩa, và đó cũng là một cái hoạt động để tiếp sức thêm động lực để cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phủ Nhi chúng tôi cùng với nhân dân và cán bộ chính quyền địa phương quản lý vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia. Với các cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh ở lại trực Tết luôn là niềm tự hào, vì các anh được góp một phần công sức để canh giữ mùa xuân bình yên cho quê hương đất nước. Các đồn biên phòng đã chủ động tăng gia trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, gà để có đủ nguồn thực phẩm tươi cho bộ đội trong dịp Tết. Những cành đào rừng mang về trên đường tuần tra, những chiếc bánh chưng xanh được làm bằng lá song và gạo nếp nương đồng bào mang tặng. Đối với người lính, thế là Tết đã tròn đầy. Dù đón Tết xa nhà, nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội chân thành, tình quân dân ấm áp giúp các anh luôn vững vàng nơi tuyến đầu. Thì đơn vị chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt với những đồng chí được về đón xuân và những đồng chí làm một nhiệm vụ trực Tết, thì cán bộ chiến sĩ rất yên tâm công tác. Nhiều đồng chí xung phong trực Tết, còn tổ chức đời sống cho bộ đội thì căn cứ vào những cái chế độ chính sách đã được cấp trên quan tâm, đơn vị trích cái nguồn quỹ từ quỹ tăng gia sản xuất phúc lợi của đơn vị để tổ chức Tết đảm bảo tuyệt đối cho các đồng chí công tác từ địa bàn cho đến ở đồn, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và vui xuân đón Tết. Để đảm bảo cho cái bà con nhân dân ở khu vực biên giới vui xuân đón Tết và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực địa bàn, thì bộ đội biên phòng chúng tôi đã có một cái chủ trương, kế hoạch để tăng cường cái đảm bảo an ninh trật tự trong cái dịp Tết Nguyên đán bằng các cái biện pháp nghiệp vụ. Ví dụ như là chúng tôi tăng cường các cái hoạt động tuần tra kiểm soát ở các cái khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở. Đấy. Rồi là ở tăng cường lực lượng xuống cái địa bàn để nắm tình hình, cùng vui xuân đón Tết với bà con, nhưng cũng qua đấy để nắm cái tình hình các cái địa bàn. Trong cái dịp Tết Nguyên đán thì các cái loại tội phạm, đặc biệt là các cái loại tội phạm qua biên giới, thì nó lợi dụng các cái hoạt động vui xuân đón Tết, rồi cái thăm hỏi động viên của nhân dân hai bên biên giới để thực hiện các cái hành vi tội phạm tội. Thì chúng tôi sẽ thông qua các cái biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và xử lý. Một mùa xuân mới đang tràn ngập khắp núi rừng. Trên biển biên ải, những người lính mang quân hàm xanh luôn là điểm tựa vững chắc để đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thi đua lao động sản xuất, xây dựng những bản làng giàu đẹp. Những đóng góp của các anh đã làm khăng khít hơn tình quân dân, từ đó nhân lên sức mạnh, niềm tin, ý chí quyết tâm, chung sức đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ.